Hường Blog Chiều. Lên sóng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện nhỏ, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính Lưu Hường thể hiện cùng với guitar. Phát hành trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hường Blog Chiều. Bạn thân mến, có một người trở lại Hà Nội vào một chiều mùa hạ. Người ngồi ngắm phố mà lòng lại nhớ về những năm tháng cũ. Chiều nay, Hường kể bạn nghe câu chuyện của Ngọc Sơn. Một lần tôi âm thầm trở lại Hà Nội. Tôi có hẹn phỏng vấn với một công ty ở đó. Sau bao tháng ngày lăn lộn công trường bùn lầy gió bụi, tôi muốn tìm kiếm một công việc mang nhiều yếu tố chuyên môn hơn. Thế nhưng buổi phỏng vấn hở hững kết thúc mà chẳng hứa hẹn điều gì. Có lẽ tôi không phải là lựa chọn phù hợp cho vị trí đang tuyển dụng. Chông chênh giữa một thành phố quen mà nay như xa lạ, tôi lang thang qua những con phố cũ, chờ chuyến xe trở về lúc chiều muộn. Trở lại nơi chốn cũ thân thuộc luôn mang lại một hoài niệm và cảm xúc nao nao. Góc phố ta ngồi mỗi chiều trà đá luôn rôm rả tiếng nói cười của mấy thằng bạn thân. Giờ vẫn góc phố đó, nhưng vào buổi chiều trong tuần sao vắng lặng, chỉ lao sao tiếng xe cộ qua lại trên đường. Nắng hanh hao vẫn trải vàng những con đường, những góc phố. Gió thổi nhẹ làm rung rinh cành lá phía trên cao. Nắng hắt trên mặt lá làm thành khoảng xanh mát và khoảng nắng sáng đan xen. Người ngồi đây ngắm phố mà lòng lại nhớ về những năm tháng cũ. Ngày đó, tôi là sinh viên năm cuối trường Bách khoa Hà Nội. Những năm tháng cuối cùng của đời sinh viên như một bước ngoặt, từ chàng trai ngờ nghệch tỉnh lẻ bước chân vào cánh cửa trường đại học nơi thủ đô tấp nập phồn hoa, tới lúc dần phải biết lo, biết nghĩ về tương lai để mà tự đứng trên đôi chân của chính mình. Năm tháng đó, không có một lời hứa hẹn, chưa thể tìm ngay được một công việc khi mới ra trường. Tôi thấy tương lai trông chênh, như con thuyền tháo dây neo đậu nơi bến bờ, trong chành trôi vào vùng sóng nước mà chưa dò được nông sâu. Con thuyền cuộc đời trôi theo dòng nước. Tôi chỉ kịp trang bị cho mình một kiến thức chuyên môn thật vững, một vốn ngoại ngữ tốt nhất có thể và một niềm tin ý chí rằng phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình, không dựa dẫm vào ai mà cũng không có ai để mà dựa. Năm tháng ấy, tôi may mắn có những người bạn thân luôn bên cạnh. Thường dịp cuối tuần, bạn bè tụ tập quán cóc nơi góc phố chuyện trò. Chuyện tình yêu, chuyện trường học, những dự định ấp ủ, ai ở lại, ai trở về quê. Chúng tôi thân nhau tới mức mà một bạn còn đề nghị rằng ra trường lập một công ty chung rồi mỗi ông một chuyên môn làm một mảng. Ông làm kỹ thuật, ông làm quản lý, ông làm kinh doanh, ông làm họa sĩ. Một đề nghị thật đẹp nhưng cũng thật viển vông. May mà dự định đó không thành hiện thực, chứ khó khăn rồi những va vấp đầu đời do thiếu kinh nghiệm và vốn sống rất dễ khiến công ty đổ vỡ, khiến tình bạn trong sáng vô tư vì thế mà sứt mẻ. Tôi thường một mình dạo bước trên phố
khi trở về những nơi chốn thân quen. Tự mình cảm nhận được sự đổi thay, rồi phảng phất quanh mình những hoài niệm về quá khứ. Khi ấy, bước chân tôi nhẹ tênh, bước đi vô định mà miên man cảm xúc. Chiều hồ Tây lộng gió, sóng nước xô bờ lăn tan gợn, làm dập dềnh chiếc thuyền câu. Quán vắng bên hồ điều hưu một vài khách, mắt đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Bước qua công viên chiều vắng, quán cóc trên bậc thềm, một vài khách ôm ly trà đá, nhởn nhơ cắn hạt hướng dương. Chẳng để làm gì mà chân vẫn cứ muốn bước tiếp. Tới khi chiều buông, bất chợt thẫn thờ, tôi giật mình trở về với thực tại. Cầm chiếc điện thoại lên, định bấm gọi một vài người bạn quen. Lại thôi, tặc lưỡi nghĩ rằng có lẽ bạn đang bận. Thực ra lúc này đây, tôi muốn trải nghiệm một mình cảm giác trống vắng nơi chốn quen. Muốn có riêng mình một khoảng lặng, để mà nhấm nhá miền ký ức miên man khắc khoải. Những người bạn thân của tôi năm xưa ấy, không còn một ai ở Hà Nội nữa. Người trở về quê cũ theo nghiệp của bố, người nơi trời Âu tìm kiếm ước mơ, người vào thành phố Hồ Chí Minh tìm nơi lập thân lập nghiệp. Tôi từ chốn công trường vùng Đông Bắc trở về thủ đô. Đông đúc đấy, quen thuộc đấy, nhưng bạn thân không còn một ai. Đi qua quán quen mà thảng thốt với dòng thời gian tạt qua, như cơn bão cát sa mạc cuốn trôi những tiếng nói cười, cuốn trôi những dự định ngày còn đứng ở ngưỡng cửa vào đời. Đi qua tháng năm tuổi trẻ, dù chưa nói là đã già, nhưng đủ nhận thấy mình chín chắn hơn. Thấy sôi nổi ngày còn trẻ bớt dần đi, mà thay vào đó là những khoảng trầm tư nghĩ suy. Vẫn mải miết kiếm tìm một công việc phù hợp hơn. Chuyến xe đêm một lần nữa đưa tôi rời xa thủ đô. Ngày mai vẫn sẽ là một ngày mới, nơi công trường nắng gió. Bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng kể câu chuyện của Ngọc Sơn. Cảm ơn Ngọc Sơn đã gửi những dòng cảm xúc về cho chương trình. Còn bây giờ, Hường hát bạn nghe một ca khúc. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thành Trung, ca khúc Hà Nội nơi tìm về. Trong lá thu Hà Nội nghiêng trong giấc mơ, gió đông về thèm hơi ấm em. Hà Nội ôm cô đơn mình ta nỗi nhớ, hàng cây khô ngẩn ngơ, góc phố hôm nào giờ còn không bóng thèm ngỡ ngàng. Giọt sương rơi trên vai hay nước mắt lặng trôi, cho tôi về Hà Nội chút thôi, tìm một thoáng theo mây mùa đông. Cho tôi về Hà Nội phút giây để tìm em hương công chiều thu, tìm một chút hoang lang dớt trên phim đà, từng chiều mưa chờ nhau bên mái hiên nhà. Hà Nội ơi đơn sơ,
sao sáng bơ vơ tìm về. Ấm khuâng chiều Hồ Tây lao xa kỷ niệm, từng lối đi không người qua. Một tiếng guitar quán trà đá ven đường, dừng chân nghe chút bình yên. Có nỗi buồn lang thang rêu phong phố dài, cùng bước bên em đường quen. Từng mái ngói xưa nghiêng tỏ hiu hắt đứng chờ. Hà Nội ơi, nơi ấy cho tôi. Bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc Hà Nội nơi tìm về, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thành Trung. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.